Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một web đầu tư với lãi suất là 120% trên một ngày. Thì chúng ta cùng nhau đi xem web này có những gì nhé. Ok, thì việc đầu tiên mình sẽ tiến hành rút tiền trước bởi vì mình đã đầu tư ở trên web này rồi và bây giờ mình sẽ rút thử cho các bạn xem để về việc rút của nó như nào. Thì ở web này nó là sử dụng tiếng Nga, chả hiểu nó là cái tiếng mẹ gì nữa. Thì nó thi thoảng nó bị đổi ra, nếu các bạn dùng Google Chrome nó sẽ tự động dịch ra tiếng Việt nhé. Còn đây mình sẽ để tự động dịch tiếng Anh vì máy mình sử dụng tiếng Anh nhiều mà. Đây ấn vào hình này rút nhé. Ok, mình sử rút 2 ru vì mình lãi suất của mình đợt trước cách đây một ngày mình đã đầu tư vào đây thử test cho các bạn là 10 ru vào. Thì lại sau khi test được 10 ru vào thì nó sẽ lãi suất là 120%, thì mình sẽ được 12 ru vào. Thì mình đã đem 10 ru vào mình đi đầu tư rồi, mình để lại 2 ru vào để thử cho các bạn xem nào. Mình quy đo thử 2 ru. Determine about thì là nó đây nó bảo là mỗi lần rút thì nó yêu cầu 10 ruble thì nó mới cho rút, thì không biết là nó như nào vì mình đã cầm 10 ruble đi rồi. Thi thoảng nó lại đấy, đây my deposit đây, mình đã đầu tư 10 ruble đi vào đây rồi, min vì min của nó là đầu tư là 10 ruble. Đây bạn có thể nhìn thấy working đang làm việc và vì ngày mai mới sẽ có kết quả cho việc này. Còn việc cái vòng đầu tiên ý, mình đã lãi rồi là lợi nhuận được 2 ruble này, thì mình đã lãi rồi. Bây giờ vòng tiếp, ok, bây giờ thì mình sẽ đầu tư tiếp vào 10 ruble nữa để thử xem tình hình nó như nào để cho các bạn xem. Thì bước đầu tiên của web link mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới, và việc đầu tư thì các bạn có thể làm theo đúng những thao tác như mình đang chuẩn bị làm bây giờ thì các bạn sẽ đầu tư được. Về hệ thống của nó thì nó có sử dụng Perfect Money, QQQD, hàng loạt có cả Bitcoin cả ETH, Litecoin, các bạn tùy thuộc vào các bạn vào ở cái thằng nào. Thì khi vào ở thằng nào thì khi rút ở chỗ đoạn này thì bạn cũng bắt buộc phải ra ở thằng đấy chứ nó cũng không cho bạn chuyển đổi. Ví dụ như là một số web nó sẽ cho bạn chuyển đổi, bạn vào BE thì bạn sẽ rút ra Perfect Money và ngược lại, bạn vào Perfect Money thì rút ra BE. Thì cái này nó không như thế, thì nó bắt buộc bạn vào thằng nào thì bạn ra thằng đấy. Ok, thì việc tiếp là khi muốn thanh toán được đó, thì bạn phải lưu ý cho mình là phải nhớ là set up cho mình cái địa chỉ ví đây, địa chỉ ví đây, thì bạn phải set up bằng buộc cái hình cái ví này đây, địa chỉ ví đây, bạn điền địa chỉ ví BE vào địa chỉ ví Perfect Money vào đây, xong ấn save lại và nhớ điền vào đấy thì bạn mới chuyển ra phần rút được. Cái phần này thì mình sẽ nói tiếp ở mục tiếp theo, nhưng mà mục đầu tiên các bạn phải create deposit, có nghĩa là phải tạo cái đầu tư đã. Thì bây giờ mình sẽ thử đầu tư BE nhé, thì kích vào đấy, sẽ kích vào BE này và sau đó mình sẽ chọn 10 ruby. Thì cái này là form pilot, có nghĩa là khi các bạn đã đầu tư rồi á thì nó sẽ trả lại, sau một ngày nó sẽ trả lại lãi cho các bạn luôn. Thì nó sẽ trả lại lãi cho các bạn luôn và các bạn có thể tiếp tục tái đầu tư. À, điều tiếp theo nữa là mình muốn nhắc ở trên một cái web mà mình có cho các bạn xem, đó là cái web này nhé. Thì hiện tại mình đang rút nó đi, thì đây mình sẽ quay lại cái web này để mình đá qua một chút nhé. Ở cái web này cho các bạn thông cảm cho mình, vì cái web này hiện tại nó, mình đang cảnh báo cho các bạn là hiện tại nó đang pending rất là lâu, mà trước đấy mình vừa mới rút xong, thì kiểu như là vừa rút cho mình tái đầu tư liên tục ấy, thì thực ra mình cũng là do một phần mình cũng là tham cũng tham ở cái web này. Hai cơ chế của web này và cái kia thì nó cũng tương đối là giống nhau, nhưng mà cái web này mình cũng tương đối là tham đi. Thì mình đã tái đầu tư liên tục ở trong cái web này, đâm ra khi bây giờ khi nó rút thì nó đang yêu cầu pending, không biết là thế nào nữa, thì đành phải chờ đợi thôi. Ok,
để mình cho bạn cái này, mình đá để cho cảnh báo tất cả bạn nhé. Đây này, hiện tại mình đã bay được 352 rúp rồi, nhưng mà khi bay á thì thực ra cái phần lưu ý cho mình đây này, nó đang waiting này, tất cả mọi thứ đang waiting hết, wait này, nó successful được cho mình được có một cái đây này, perfect money 120 rúp, đây mình successful được. Nhưng ngay sau đấy một lúc sau thì nó đã bị waiting luôn rồi. Những cái quen như này mình cực kỳ là mình cũng thật sự là khó đoán, đâm ra các bạn hãy cẩn thận ở những cái chỗ đoạn này nhá. Nói chung là cũng nên cẩn thận chứ không phải là ấy đâu. Bây giờ mình có rút đi chăng nữa thì nó cũng là violent và đồ, mình có rút đi chăng nữa thì bây giờ nó cũng sẽ ấy thôi. Perfect 5 đi đi. Mình có rút bây giờ á thì nó cũng rất là ấy, đâm ra mình sẽ thấy nó quyết tinh rồi thì mình sẽ không rút nữa mà mình sẽ tiếp tục nó đầu tư đến 50, mình sẽ tiếp tục đầu tư vào 10. Mình sẽ tiếp tục đầu tư vào mình không có đủ sao 31 đâu, 50 cuối cùng mình được, ok. Phòng vài lần, ok. 50. Sao nó loạn như thế nhỉ? 0.7, sao là chỗ này nó bài lần của mình là 31 đô mà trong khi đó nó, chỗ này nó cái thằng này nó đang rất là loạn, đâm ra các bạn hãy cẩn thận ở chỗ đoạn này nhé. Đấy, để mình nói qua web này tí nếu bạn nào chưa xem. Thì tiếp theo mình quay trở lại web này, mình sẽ dù sao web này nó cũng mới hơn web đấy. Thì các bạn lên vào chuyển sang hướng web này đi. Và nhớ là chơi ít thôi nhá, đừng chơi nhiều mất đấy. Đừng có tham quá, thực ra mình cũng là một dạng tham. Thì tốt nhất là chúng ta hãy cùng nhau chơi ít thôi. Thì nó bảo là những cái quét như này nó sẽ dùng cái tiền mà bạn đầu tư đi để nó mua ICO rồi làm tiếp các thứ để nó đi vào nhiệm vụ đầu tư khác. Nhưng mà dù sao thì quảng cáo vẫn chỉ là quảng cáo thôi, thì chúng ta cũng nên suy tính ở chỗ này, tất nhiên là chơi nhỏ nhỏ lẻ lẻ thôi, mất nó ít thì cũng chả sao. Ok, mình sẽ thử 10 ruble tiếp cho bạn xem. Bây thì okay, tiếp vào đây, đấy là mình sử dụng Bayer nhé, để mình sử dụng Bayer này. Đối với mình 10 ruble thì nó cũng không đáng kể lắm vì ruble, bởi vì hàng ngày mình cũng có kiếm đến vài trăm ruble một ngày cơ, chứ cũng không phải với hệ thống của mình hiện tại mình đầu tư rất lớn ở trên đồng ruble thì một ngày mình có thể kiếm vài trăm ruble, đâm ra mình cũng không lo lắng lắm về số tầm 10 ruble. Đâm ra mình cũng sẵn sàng test cho các bạn vài web, mình bỏ vài ruble ra để test cho các bạn rất là ok. Nên ra các bạn hãy cố gắng chờ đợi mình test rồi hãy ngon thì hãy vào, chứ cũng không nên đấy. Đây, ok, thế là xong. Thì sau đó thì bản thân khi bạn đầu tư 10 ruble vào ấy thì nó đã chạy thẳng luôn ở phần working này. Đấy, chạy thẳng luôn vào phần này, chứ nó không cho bạn ấy nữa đâu. Thì sau 24 tiếng thì nó sẽ trả lại cho bạn 10 ruble, thì nó sẽ trả lại cho bạn 12 ruble. Thì bạn có thể rút cũng được. Đây là cái lịch sử này, trên 2 luôn, chắc chắn 10 đấy. Thì sau khi đó thì các bạn điền cái địa chỉ ví của các bạn vào đây, xong ấn vào đây để rút. Nhưng mà cái min của nó, yêu cầu của bạn, nó chắc chắn là min của nó là rút 10 ruble, thì cái min của nó là phải trên 10 ruble thì nó mới cho rút. Thì đâm ra các bạn có thể suy nghĩ, mình lại không để ý, biết thế mình vào hẳn 100 ruble từ hôm qua thì hôm nay mình sẽ có 120, thì rút nó cũng sẽ rút 20 ruble, nó sẽ ấy hơn, dù sao thì nó cũng cao hơn. Ok, các bạn suy nghĩ sao về web này, có nên đầu tư hay không nên đầu tư, thì các bạn có thể comment bên dưới để cho các bạn cùng biết. Thì thực sự không có một lời khuyên nào cho các bạn về web đầu tư cả, vì đầu tư là mạo hiểm. Các bạn cứ tưởng tượng 120 ruble trong 120% trong một ngày, mà trong khi đó thì có nghĩa là tương đương với bạn lãi 20% trong một ngày, mà trong khi đó một số web uy tín mà mình đã giới thiệu việc đầu tư trước là trong vòng 1 tháng bạn mới lãi được thì từ 20 đến 30% trong vòng 1 tháng nhé.
nó rất uy tín và trả lãi cho bạn cực kỳ uy tín, nhưng mà trong vòng một tháng mới là 20-30%, mà trong khi đó cái này nó là một ngày. Đâm ra các bạn lưu ý, càng lãi suất càng cao thì tỷ lệ mạo hiểm của các bạn càng lớn. Đâm ra các bạn phải lưu ý cho mình, dù sao thì các bạn đã dám chơi mạo hiểm thì các bạn dám phải trả giá. Mình cũng thế vậy, mình cũng đã khi đầu tư vào những web này mình gần như là cũng đã xác định, cũng phải tập xác định từ trước chứ không phải là đơn giản đâu. Ok, cảm ơn các bạn, có bất cứ thắc mắc gì các bạn comment ở mô tả bên dưới, và có bình luận sao về web như thế này, nên hay không nên đầu tư, hãy comment ở phần mô tả bên dưới để cho các bạn biết. Và các bạn nên đầu tư hay không ấy, thì tốt nhất là nên nghe những gì mình nói thật kỹ để tránh những hiện tượng mất tiền một cách ngớ ngẩn. Ok, cảm ơn các bạn.